các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Năm hết Tết đến là dịp mà gái đảm được tha hồ chỗ tài nữ công gia chánh. Đương nhiên, niềm vui của người này sẽ là niềm đau của người khác. Những ngày này, tiếng kêu than của hội vụng về giường như vang lên nhiều hơn bao giờ hết. Tóm nhanh một việc khiến những cô nàng gái đoạn vào đầu bức tay, chúng ta có thể lấy ví dụ là việc làm mức chẳng hạn. Ai cũng biết mức là một món không thể thiếu dịp Tết. Mức dừa, mức cà rốt, mứt đí, mứt sen, mứt gì thì cũng ngon cả. Mứt thì không khó làm chút nào, nhưng không hiểu sao vào tay gái đoạn thì món mứt đơn giản đến đâu cũng bung bét hết. Để hình dung rõ hơn thì mời bạn theo dõi loạt thảm họa dưới đây. Ảnh, Ngọc Thảo Ảnh, Nguyễn Phương Ảnh, Hoàng Nguyễn Thi Ảnh, Trần Lan Hương Ảnh, Hoa Thủy Tinh Ảnh, Ngọc Hiếu Nguyễn Ảnh, Nguyễn Minh Phương ảnh, ngốc ho. Ảnh, Vũ Thúy Liễu